Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Canh Thìn tháng Quý Mão năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh, bạch lạc kim, ngày canh thìn tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, bạch lạc kim, kỵ tuổi, giáp tuất, mậu tuất, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, mậu tuất, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày thìn, lục hợp với dậu, tam hợp với tý và thân, thành thủy cục, xung với tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá sửu và tuyệt tuất. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi giáp tuất, mậu tuất, giáp thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi tân dậu, đinh mão. Và các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao U Vi tinh tốt mọi việc, sao Thiên ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thủ tử xấu mọi việc trừ săn bắt, sao Nguyệt hỏa xấu đối với việc sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sao Phụ đầu giáp kỵ về khởi công, động thổ, sao Tam tang kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao Độc hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có nhiều niềm vui và nhiều khoảnh khắc yêu thương cho lứa đôi tuổi Tý ngày hôm nay. Cả hai bạn đều cảm nhận được sự hài hước và vui vẻ của đối phương, và đây là yếu tố quan trọng để cho bạn có được một mối quan hệ tình cảm lành mạnh nữa nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ hỗ trợ cho bạn được cải thiện về tình hình tài chính hiện tại. Ai gặp phải những khó khăn cũng sẽ tìm được cách phù hợp để tháo gỡ. Một số người còn tích góp được một khoản tiền đáng kể để mạnh dạn về đầu tư, mở rộng về quy mô kinh doanh với mình nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo về phương diện sức khỏe của bạn lại đang đi xuống, tinh thần của bạn không được tốt. Với bạn tuổi Tý thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, và ngày hôm nay bạn nên dành phần lớn thời gian cho việc nghỉ ngơi sẽ tốt hơn cho mình nhé. Về cầu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có nhiều thông tin đã giúp cho bạn nhiều lợi thế hơn mọi người. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy tiền bạc được dồi dào cũng nhờ có kế hoạch đầu tư thông minh. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa chi tiêu trong dự kiến, các khoản tích lũy vẫn ổn định. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ đừng có đánh giá vấn đề một chiều, bạn hãy nhìn nhận theo con mắt khách quan hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc ngày hôm nay.
Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 11, số 57, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có ngũ hành Sửu Thìn tương phá. Cái điều này khiến cho những yếu tố ngoại cảnh tác động tiêu cực lên những việc mà bạn tuổi Sửu đang làm ngày hôm nay. Thế nhưng với bạn tuổi Sửu cũng nên chủ động suy nghĩ rằng mọi việc diễn ra như thế nào là hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mình chứ không phải là ai khác. Cho nên với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn muốn đạt được một kết quả tốt thì bạn cần phải chủ động hành động quyết liệt ngay từ bây giờ, đừng có ỷ lại vào người khác nhé. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được những bài học thức tỉnh bản thân. Với những gì mà bạn mong mỏi, khao khát thực ra chỉ là một ảo tưởng xa vời, rất thiếu thực tế. Những điều tốt đẹp ấy vốn không còn tồn tại trong cuộc sống hiện tại này. Vậy thì bạn phải học cách sống tỉnh táo hơn đi bạn tuổi Sửu nhé. Và ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên nhớ rằng với những khó khăn trước mắt không thể giải quyết được nếu như bạn thường xuyên ốm yếu và mệt mỏi. Và ngày hôm nay bạn cần phải cố gắng dọn dẹp sự muộn phiền sang một bên để có nhiều thời gian hơn cho bản thân mình, nhất là để sớm được nghỉ ngơi hoặc là đi ngủ sớm nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, bạn đang loay hoay tìm lối đi riêng cho mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, dễ nổi nóng, khó có thể giữ được sự bình tĩnh chỉ vì một lời nói vô tình của ai đó. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, cách thức kiếm tiền của bạn gặp nhiều rắc rối và nhiều cản trở. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, đề phòng những lời đơm đặt, nói xấu của những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 37, số 69, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội giúp đỡ. Cái điều này sẽ tạo cho bạn có được cơ hội gặp được những người bạn thú vị, nhất là đối với những người có thể tự cười nhạo bản thân mình, thường là một người có tính tình vui vẻ và nói không với việc quan trọng hóa vấn đề, khiến cho chuyện to hóa nhỏ và chuyện nhỏ hóa thành không có gì nhá. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn rằng đừng quên tương lai luôn luôn là một ẩn số, chúng không thực sự rõ ràng trong tầm mắt của bạn lúc này đâu. Vậy thì bạn hãy cho mình có được cơ hội, được trải nghiệm, được khám phá và thời gian sẽ trả lời cho tất cả những gì bạn đang tìm kiếm nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo sẽ có một số vấn đề rắc rối liên quan tới tiền bạc mà bản mệnh cần phải lưu tâm trong ngày hôm nay. Có thể với bạn đang cảm thấy mệt mỏi vì phải đối mặt, nhưng nếu không tập trung xử lý sẽ khiến cho vấn đề cứ thế tăng lên một cách nhanh chóng trong tương lai đối với bạn tuổi Dần nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, sự cầu thị của bạn được ghi nhận nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, bạn biết lắng nghe và lối tư duy của bạn phát triển hơn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, hãy tìm một quán cà phê mà bạn yêu thích, ngồi tĩnh lặng lại bản thân. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, thôi nói chuyện xa xôi khi bạn chẳng hiểu rõ vấn đề. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ tìm thấy được tình yêu của đời mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc
3 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 33, số 73, giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tuất, tuổi ngọ. Tử vi tuổi Mão, thứ hai, ngày 28 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Mão Thìn tương hại, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên tỉnh táo để phân định chuyện cũ chuyện mới cho rõ ràng. Chẳng có lý do gì mà bạn cứ mãi đắm chìm trong những vấn đề của quá khứ. Bạn cần phải tập trung vào hiện tại và tương lai, tiếp tục dấn thân trên con đường mà mình cần phải đi tới với những thành công đang chờ đợi bạn ở phía trước bạn tuổi Mão nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ cho bạn rất nhiều. Và nếu như bạn không muốn mất thời gian cho những cuộc trò chuyện lãng phí thì tốt nhất là bạn hãy tập trung cho công việc mà mình đang làm. Bạn đừng quên rằng tất cả mọi người đều phải có sự tập trung nếu như muốn giải quyết công việc đạt được hiệu quả cao nhất có thể bạn tuổi Mão nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này cho thấy với tính trị quân của bạn có thể gây hại cho bản mệnh, khiến cho bạn và nửa kia của mình dễ xảy ra sự cãi cọ, mâu thuẫn vì một chuyện nào đó quẩn quanh. Và nếu như đối phương không nhường cho bạn phần thắng thì bạn lại càng muốn làm to chuyện hơn nữa đó nhá. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, với những công việc tưởng như là đã thành công thì có thể gặp phải những trở ngại bất ngờ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, đừng có phung phí tiền bạc chỉ vì một thú vui nhất thời. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, chú ý kiểm soát cảm xúc của bản thân mình, giữ vững tiến độ công việc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, cách tiếp cận của bạn có phần lạc quan hơn so với thực tế. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tránh nói những điều sáo rỗng không có giá trị. Phải đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 53, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, thứ hai, ngày 28 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Thìn Thìn tự hình. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, trải qua một ngày bạn đang suy nghĩ khá nhiều. Với một số sự việc chủ yếu là do bạn suy diễn chứ không phải là dựa trên tình hình thực tế vào lúc này nữa. Và với bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, bạn nên nghiêm túc thừa nhận những khuyết điểm của mình. Bạn đừng chỉ đổ lỗi cho ảnh hưởng của tỷ kim gây ra, cho nên bạn cần phải nhìn thẳng vào vấn đề để hiểu và tìm người trợ giúp để hỗ trợ khi cần thiết. Nhờ đó mà sự tương tác với mọi người có ý nghĩa và bạn và người ấy cũng đều được hưởng lợi nữa nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này khiến cho sức khỏe của bạn đang bị xuống dốc. Nhưng bạn đừng có cho rằng do ảnh hưởng của thời tiết, có thể trong cơ thể của bạn đang có nhiều dấu hiệu bất ổn mà bạn không để ý đó thôi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, được mọi người ủng hộ nhiệt tình và đánh giá cao về năng lực. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, chấp nhận những ý kiến khác biệt về một số vấn đề mà bạn đánh giá. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, luôn giữ thái độ khiêm tốn, biết mình biết ta để hạn chế những rắc rối. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, có tiểu nhân lăm lia, ném đá giấu tay. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, bạn nên chọn đúng thời điểm thì mới có được lợi thế cho mình. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 29, số 86, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân.
Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày có thể sẽ thỏa thích thể hiện những khả năng sáng tạo và tự tin của bản thân mình khi có được thiên ấn trợ mệnh. Và với bạn tuổi Tỵ, nếu có ý kiến gì hay ho, bạn cũng nên mạnh dạn đề xuất hoặc là có thể bắt tay vào tiến hành để chúng có thể biến thành hiện thực nữa bạn tuổi Tỵ nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn sẽ không biết được khả năng của mình tới đâu cho tới khi bạn thực hành và điều chỉnh chúng cho tới kết quả cuối cùng. Còn nếu như bạn cứ giữ những suy nghĩ ở trong đầu và bạn sẽ không bao giờ tiến bộ được nữa nhé. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh thổ vượng và đây là tín hiệu tốt về tiền bạc mang lại cho bạn có được động lực trong ngày hôm nay khi bạn có thể gặt hái được nhiều thành quả giá trị từ những nỗ lực của bản thân mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua và đây cũng là ngày để cho bạn nắm lấy cơ hội mà bạn có được trong công việc nhờ thế mà bạn sẽ thấy được những nấc thang mới trong sự nghiệp của mình nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, mạnh dạn đề xuất những ý tưởng độc đáo và nắm lấy cơ hội để biến chúng thành hiện thực. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, thỏa thích thể hiện khả năng sáng tạo và tự tin sẵn có của mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, tài lộc được khởi sắc, mang tới cho bạn có được động lực lớn lao. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, không bắt tay vào làm việc sẽ không biết được khả năng của mình tới đâu. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, nỗ lực nhận được là hoàn toàn xứng đáng, sự nghiệp có được những bước tiến mới. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 85, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có chính ấn nhập mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Ngọ có được một ngày đầy những thành công trong công việc. Với bạn tuổi Ngọ, bạn được cấp trên đánh giá cao vì những thành tích mà mình đạt được. Thời điểm này, bạn hoàn toàn có thể tự hào về những gì mà mình đã và đang làm nữa bạn tuổi Ngọ nhé. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ, khả năng thăng tiến của bạn mệnh trong ngày hôm nay cũng khá cao. Với bạn tuổi Ngọ, hãy tập trung vào thứ mà mình giỏi nhất để chứng minh năng lực của bản thân mình với cấp trên và giành lấy cơ hội hiếm có cho sự nghiệp thăng tiến của bản thân mình. Ngày này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, báo hiệu cho bạn con đường tình duyên của bạn khá chi là tốt. Với bạn tuổi Ngọ có thể sẽ được người ấy tạo cho nhiều sự bất ngờ, vui vẻ để giải tỏa bớt những căng thẳng trong cuộc sống. Quả là người rất tâm lý. Và bạn tuổi Ngọ, bạn cảm thấy cuộc đời này thật là may mắn vì có được người ấy luôn ở bên cạnh, động viên cho mình như vậy nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim có thể tự hào về những gì mà mình đã và đang làm. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, công việc được thuận lợi, được cấp trên đánh giá cao. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, nắm bắt cơ hội kịp thời để sự nghiệp thăng hoa. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, khả năng thăng tiến được rộng mở nếu như bạn chứng minh được năng lực của bản thân mình với cấp trên. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tình duyên thắm sắc, đôi bên tâm đầu ý hợp. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 86, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2022.
Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này làm cho bạn tuổi Mùi trở nên bồn chồn, nhấp nhổm nên khó mà chuyên tâm vào công việc ngày hôm nay. Và dường như với bạn tuổi Mùi đang ganh tị với thành công của một ai đó nhưng lại không chịu tự thân mình cố gắng hơn. Mọi việc chỉ tích cực nếu như bạn gạt bỏ những cảm xúc này để hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn mà thôi bạn tuổi Mùi nhé. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Mùi không được chủ quan, bạn cần phải chú ý tới những vấn đề liên quan tới tài chính trong ngày hôm nay, bởi rắc rối có thể sẽ phát sinh từ những sai lầm của bạn mà ra nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Đây là tín hiệu xấu về sức khỏe của bạn, nhất là đối với những bạn đang quá bận rộn mà không có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, cường độ làm việc cao có thể sẽ gây ra sự căng thẳng, dễ dẫn đến bệnh tật về đường tiêu hóa nữa bạn tuổi Mùi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, ganh tị với thành công của người khác nhưng lại không tự thân mình cố gắng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, thiếu đi sự tập trung cho công việc, dễ bồn chồn, chấp chột không yên. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, chú ý về sức khỏe nên xây dựng chế độ sinh hoạt điều độ. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, tài chính có dấu hiệu bị thất thoát do chủ quan và sai sót không đáng có. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, cường độ làm việc cao gây ra sự căng thẳng và lao lực. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 63, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn đang có được cái nhìn tích cực về người yêu, người chồng hoặc là vợ của mình. Họ là người có phẩm chất tốt đẹp, biết quan tâm tới người khác thật lòng và có trách nhiệm với những phát ngôn của chính mình nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được tài vận khá tốt trong ngày hôm nay. Thậm chí với những giấc mơ mách nước cho bạn rất nhiều điều và quả thực là chúng quan trọng hơn là bạn nghĩ. Vậy thì bạn hãy lắng nghe những thông điệp mà giấc mơ đã mách bảo. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều bất ngờ về tài lộc ngày hôm nay nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này không chỉ hậu thuẫn cho tình cảm lứa đôi mà trong ngày hôm nay với bạn sẽ cảm nhận được tình cảm của gia đình và người thân dành cho mình. Khi khó khăn mới biết được ai thực sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ với mình những khó khăn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, việc kinh doanh buôn bán được thuận lợi, khách hàng nườm nượp. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, thu được thành quả sau khoảng thời gian dài cố gắng. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, người làm nghề tự do có thể sẽ phát tài một cách nhanh chóng trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ lứa đôi xảy ra nhiều vấn đề trục trặc. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, có thể tính tới chuyện trăm năm về thưa với gia đình chuyện tình cảm của mình nữa rồi. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 96, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có ngũ hành Dậu Thìn nhị hợp. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu đang có được vận quý nhân dẫn đường chỉ lối, cho nên dễ dàng giải quyết được những vấn đề rắc rối đang còn tồn đọng bấy lâu nay.
Với bạn tuổi Dậu, bạn còn nhận được sự yêu mến của rất nhiều người, ai cũng muốn kết giao với bạn bởi bạn là người có tính tình hiền lành và biết quan tâm tới người khác nữa. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, khi bắt tay vào làm công việc gì đó, với bạn cũng luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, mong muốn sự cố gắng của chính bản thân mình sẽ mang lại kết quả xứng đáng. Cấp trên hẳn cũng đã nhận ra sự quyết tâm của bạn nữa rồi nhá. Và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên kiềm chế bản tính bướng bỉnh, hiếu thắng của mình lại. Nếu như thấy việc mà mình đang làm vấp phải sự phản đối của nhiều người thì bạn nên bình tĩnh để suy xét lại, không nên tiếp tục cố gắng khăng khăng làm theo ý của mình nhé. Về câu quyết của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, quan hệ xã giao được hài hòa, nhận được sự yêu mến của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, được quý nhân giúp đỡ để giải quyết những vấn đề khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, sự quyết tâm cao độ, được cấp trên đánh giá cao. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, có thái độ nghiêm túc và chăm chỉ trong công việc của mình, cho nên nhận được kết quả rất xứng đáng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim nên kiềm chế bản tính bướng bỉnh, đừng có khăng khăng làm theo ý của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo rất dễ gây xung đột với một người nào đó vì chuyện xảy ra ở quá khứ giữa hai người. Với bạn tuổi Tuất, bạn đừng có phung phí thời gian quay lại thời quá khứ làm gì, bạn hãy hướng tới hiện tại và nhìn về tương lai và sống một cách tích cực hơn, bởi vì mọi thứ ở phía trước đều tươi sáng hơn bạn tưởng tượng rất nhiều nữa bạn tuổi Tuất nhé. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, khi đối diện với tỷ kim xuất hiện, một số bạn sẽ than thân trách phận. Thế nhưng tại sao bạn không tự quay lại và hỏi mình rằng với những ước mơ của bạn có thể thực hiện được không, dựa trên thực tế để đưa ra những mong đợi, những kỳ vọng cho mình, nếu không bạn sẽ rất dễ mệt mỏi lắm đó bạn tuổi Tuất nhá. Ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ tới vấn đề về sức khỏe của bạn. Mặc dù ngày thứ hai đầu tuần công việc có bận rộn đến mấy đi chăng nữa, bạn cũng nên sắp xếp thời gian dành cho việc nghỉ ngơi hay là tham gia vận động thể dục thể thao, dù chỉ là 15 phút thôi nhưng làm cho bạn có được sự thoải mái và sức khỏe được cải thiện một cách đáng kể nữa bạn tuổi Tuất nhá. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, người làm nghề dịch vụ tư vấn khách hàng có được nhiều lợi thế nhờ sự linh hoạt của bản thân. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, việc xã giao thuận lợi, biết cách ăn nói, dễ lấy lòng người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, thành công tuy đến chậm mà chắc, hài lòng với tình hình hiện tại. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, con đường công danh sự nghiệp có được những bước tiến vững chắc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, tình yêu đôi lứa được thăng hoa rực rỡ, có thể tính tới chuyện trăm năm nữa rồi. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 74, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi trong ngày này đang có được báo hiệu rất chi là may mắn khi gặp được thiên tài trợ mệnh. Thu nhập của bạn có được sự tăng tiến nhanh chóng, thậm chí có người còn có thể sẽ nhận thêm được khoản tiền bất ngờ ở đâu đưa tới. Có thể là khoản đầu tư vốn của bạn quên từ lâu, nay sẽ mang về cho bạn có được tiền bạc, hoặc là việc hợp tác làm ăn trước đây, nay đã được thành công, cũng giúp cho bạn có được những khoản lợi nhuận đáng kể.
Ngày này với bạn tuổi Hợi, tài chính tương đối là rủng rỉnh, bản mệnh cũng không nên vì thế mà vội vàng tiêu xài một cách hoang phí, cho rằng bạn đang tự thưởng cho bản thân mình. Tiền bạc là do bạn vất vả mới kiếm được, cho nên bạn cần phải trân quý. Bạn đừng có vì muốn thể hiện mà tiêu xài quá tay, tới lúc khi cần tiền lại chẳng có được đồng nào trong túi, lúc đó thì lại xảy ra nhiều sự cố nhá. Trái ngược với những tín hiệu tích cực về tài lộc của bạn tuổi Hợi trong ngày này, cái chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được như ý muốn khi bạn đang gặp ngày có thủy thổ bất dung. Điều này sẽ gây ra những việc nảy sinh ngoài ý muốn, theo thời gian trở thành nút thắt ở trong lòng hai người nhưng không được tháo gỡ, khiến cho cả hai cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ tình cảm này nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, khoản đầu tư hoặc là hợp tác từ trước đó nay cho thu về được kết quả xứng đáng. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, thu nhập tăng tiến nhanh chóng, tài lộc được rủng rỉnh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc nên biết trân quý từng đồng tiền kiếm được. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, đừng có vội vàng tiêu xài hoang phí, biện minh rằng tự thưởng cho bản thân mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, tình cảm có nhiều khúc mắc, hiểu lầm không được tháo gỡ. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 76, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào lại.